Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế chỉ còn có một cơ số phút nữa thôi là lại bước sang ngày mới rồi. Chuẩn bị bước sang ngày 21 tháng 7 năm 2023. Thì thôi chào luôn, để mai dậy muộn. Thì cho mình gửi lời chúc, lời chào tốt đẹp nhất tới các thượng đế 63 tỉnh thành. Trân trọng cảm ơn các thượng đế 63 tỉnh thành đã đăng ký kênh YouTube của mình, đã chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết và đã lựa chọn những sản phẩm của mình. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn. Xin thưa với lại các thượng đế, bây giờ vẫn đang mưa, mưa từ tối đến giờ luôn. Đấy, em mà thôi bây giờ nó cũng đỡ đỡ rồi thì mới dám quay video, chứ nãy mưa to thì quay video thì sợ các thượng đế lại bảo ông bị chập mạch nha. Đấy, bây giờ nó vẫn còn cái tiếng nước mưa nó rủa mái tôn. Các thượng đế xem video thì cũng thông cảm cho, cũng nói trước rồi đấy, chứ không phải lại vào bình luận này bảo ông này ông chập mạch hay là hâm hấp trên vung nha. Đấy, gà gáy te te đấy. Buổi tối ngày hôm qua thì đã có hai người thượng đế Trần Văn Chốt, một người thượng đế ở địa chỉ quốc lộ 91B Bình Hòa A, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ, chốt về linh kiện của âm ly. Người thượng đế thứ hai chốt băng cassette loại băng cũ tổ, đó là băng Maxen UD2 100.000 đồng một cuốn, nội dung chương trình thu theo yêu cầu. Ngài ở địa chỉ thôn Năm Hăn, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, mang biển số 21 nha. Thế còn ngài kia ở Cần Thơ thì mang biển số 65, 65 Cần Thơ, 66 Đồng Tháp, 67 An Giang và 68 Kiên Giang, 69 Cà Mau. Đây, băng này là loại băng cũ tổ Maxen UD2 100.000 đồng một cuốn, nội dung chương trình tùy ý. Đây, ví dụ như cuốn này chế linh người nhập cuộc này. Đấy nha. Thì có hai màu, một màu đen và một màu xám. Muốn lấy màu nào thì lấy. Đây là chiếc đài Sony nguyên cục máy thôi. Cục máy Sony CFS715. CFS715S. Đài này không phải đài của mình. Đài này có một thượng đế ở tỉnh Đồng Nai. Ngài sửa gửi đài vào đây sửa mấy lần rồi. Đấy. Hôm nay ngài giục quá mà mình thì rất chi là nhiều việc. Nên là đã hứa với ngài là đêm nay sẽ làm cho ngài cái hàng của mình mấy ngày hôm nay trả lên được cái nào cả. Nhưng mà thôi, đã chót hứa rồi nha, nhất ngôn tứ mã nan truy. Đã chót hứa với ngài là đêm nay sẽ làm cái đài này để ngày mai trao trả lại cho ngài, là đêm nay phải làm. Ở trên này ngài còn viết một một cơ số chữ đây này. Nhưng rất may mắn là ngài viết bằng tiếng Kinh. Em Nguyễn Văn Trung gửi đến anh Khang đài cassette Sony 715, nhờ anh kê đơn bốc thuốc này, bốc thuốc dùm cho em ngon lành cành đào nhé. Em cảm ơn anh nhiều. Địa chỉ của em ấp 1, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đấy. Trước ngài cũng sửa Sony 3 số 7 ở đây rồi, nhà CFS 3 số 7 ở đây rồi. Đấy, xong ngài cũng lại mua hàng của mình rồi. Cái bên đây này, cái cửa bên đây thì không 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 có cái nắp ở ngoài. Đấy, một này. Bên đây thì không có bộ này. Bên đây bộ cơ ngài tháo ra, ngài không lắp lại, ngài tống hết vào trong này nha. Như thế này còn đỡ, chứ lần trước có một người thượng đế đã còn gói hết vào một cái bao tải gửi cho mình cơ. Thế nhưng mà không sao cả. Nó là CFS 715 chứ nó có là CFS 716, thì khi đã gửi lên đây rồi thì khả năng nó rên rỉ trở lại là rất cao nhá.
trừ trường hợp nó cạn duyên trần thì phải chịu nhỉ. Đấy, thế nhưng mà cái khả năng nó rên rỉ lại là rất cao. Nắp pin thì vẫn để ở trong cái thùng xốp ngài gửi đến. Đấy. Anten đầu nhựa là anten gì này? Đấy. Thôi, đến đây tạm dừng nhá. Đến đây tạm dừng để chuyển sang việc khác. À, người thượng đế ở Đồng Nai biết được là mình đã thực hiện lời hứa với ngài là đêm nay mình sẽ làm cho ngài, là cứ an tâm đêm nay. Sáng ngày mai cho nó ăn điện là nó phải rên rỉ lên từ radio cho tới bằng cassette. Đấy là một điều chắc như đinh đóng cột. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, ở đây phá ra hai cái đài để lấy một cơ số đồ. Đây xem các thượng đế nào, ví dụ như có cái đồ loa, một cái loa, hai cái loa, ba cái loa, bốn cái loa, có thượng đế nào mà Trần Văn thích mình Trần Văn tặng, thế cho nó nhanh. Đài này thì này, GLD VIP, cái thương hiệu này nhìn phát biết ngay nhá, nhìn phát mình không đọc được chữ, thế nhưng mà đây đọc chữ GLD, y dài y ngắn P. Cái thương hiệu nó lằng ngoằng như thế này là biết ngay là đồng hương với lại bật mã ôn rồi. Đấy, đầu trang nick M3 số 2 lại nảy rồi đấy. Đang thâu băng để phục vụ thượng đế ở thủ đô Hà Nội. Đấy, đấy. Loa còn nói rất chi là tốt. Nha, loa là nói rất chi là tốt. Có thượng đế nào về độ chế này nọ cái lọ cái chai cứ liên hệ với mình theo số máy 0368888479, mình bọc ni lông đóng vào thùng xốp để tặng. Đương nhiên là tiền phí ship là các thượng đế trả nhá, chứ mình không trả cái tiền phí ship. Đấy, mình chỉ tặng loa thôi nhá, tặng loa với lại tặng công rồi tặng xốp, thùng xốp để đóng vào thôi. Bộ phiên vỉ này chẳng trả lấy được cái gì nhá. Bộ phiên vỉ đài bật mã ôn, đài đồng hương với bật mã ôn thì chả lấy được cái gì, mình thì chả lấy được. Thế nhưng mà ví dụ có thượng đế nào mà thích gì thì không, không cả cái đài này thì to phe tiền thừa thùng xốp đâu không tặng được nha, chỉ có tặng loa thì nó bé. Anten này lát nữa tháo ra để lắp vào đây pin, lắp vào đây pin. Ui sorry, bình bị lì búng cái gì, thích thì tặng nốt thì cho nó nhanh, còn cái vỏ này mai vứt từ ngoài vườn. Đây chủ yếu là cái thằng cu con này, Sanio này cũng là đồng hương với lại bật mã ôn nha, nhưng mà cái cửa nó bị không biết nó cái gì nó vào đây nó lõm sâu xuống, thế nên là phá luôn cũng chẳng để làm cái gì cả. Ở đây có hai cái loa có cái thượng, có thượng đế nào mà về độ chế cứ liên hệ với mình. Đây, hai loa Trần Văn tặng 8 ohm 1,5W này. Bên đây này nha. Thế vì để ở đây thì mình không dùng được vào việc gì. Thế mà thực sự là đúng là mình không cần, nhưng mà có khi lại có người cần nha. Đấy, thế nên mới đăng lên. Để xem có ai mà có cần cái loa về độ chế các thứ thì cứ liên hệ mình. Đây một cái loa này, hai cái loa đài kia nữa, bốn cái loa. Tặng luôn cả bốn cái loa, tặng luôn cả công đóng thùng xốp này nọ cái lọ cái chai. Đài bật mã ôn này. Đấy. Con này, con chiết áp này. Bộ phiên vỉ này chả lấy được cái gì. Chả lấy được cái gì. Radio định trả lấy được cái gì, trả lấy được cái gì, chịu, cũng loại fan đỉnh đáp rồi nhá. Tại vì cái tụ xoay này, này cái tụ xoay ngắn này này, cái chiều cao của nó thấp ấy nhá, cái tụ xoay này, tụ xoay đài tàu mà lắp sang đài Nhật thì lại hỏng hết bánh kẹo, nên là tụ xoay của đài Nhật mà còn ngon thì còn giữ lại lấy lại được, chứ tụ xoay mà của đài tàu là chỉ có vứt đi thì này. Vứt đi trả lấy được cái gì, nguồn thì cháy rồi. Chứ nếu mà nguồn mà không cháy thì có khi là mình cũng phục chế nó lên để đăng lên để kiếm chai nút lá chuối. Nhưng mà nguồn cháy rồi chả bỏ. Tiền gà lại ba tiền thóc. Thế xong ngồi là tuét hết cả mắt rồi.
Thế nên là thôi chuyển trạng thái sang phan đỉnh đáp để cho nó nhanh. Đây qua bốn cái loa, thường đấy nào ưng cái bụng thì liên hệ với mình. Đây cái vỏ này thì thôi chứ còn cái vỏ này thì cũng phan đỉnh đáp nha. Đây đây này, nguồn của cái đài này này cháy rồi, quy hóa có mỗi cục nguồn thì lại cháy, còn chả lấy được cái gì. Loa thì mình không lấy rồi, đấy là đăng lên xem có ai mà có thích loa về độ chế thì liên hệ mình theo số máy 0368888479. Mình Trần Văn Tặng thôi xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn, chào thân ái, xin chào.